Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên sẽ quay trở lại với một video mới. Video này sẽ là một video Shopee Ho, những cái sản phẩm Shopee Ho mà Tiên đã tậu được dưới 200.000. Và rất là nhiều các bạn đã mua sản phẩm này, có nghĩa là high rating của Shopee mà chỉ dưới 200.000 thôi. Skincare có, makeup có, haircare có. Cho nên là bây giờ ngày hôm nay Tiên sẽ giới thiệu những cái sản phẩm này đến cho mọi người để mọi người tham khảo nha. Ok, bắt đầu với video thôi. Rồi, đầu tiên thì Tiên có một cái sản phẩm này từ nhà Mamondu. Mamondu, đây là một cái sản phẩm Pore Clean Stick. Đây là một cái sản phẩm dành cho các bạn có nhiều mụn đầu đen ở trên này nè mọi người. Thì và có những cái lỗ chân lông nó to thì giúp remove được cái excess sebum, là những cái bã thừa ở trên mũi, cũng như là minimize, là làm nhỏ lỗ chân lông. Thì Tiên chưa bao giờ thử qua những cái sản phẩm nào giống vậy cả. Và hôm nay là lần đầu tiên, và Tiên cũng không có biết, Tiên nghe rất là nhiều mixed review về sản phẩm này. Nhưng mà ở trên Shopee thì được đánh giá khá là ổn. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ bắt đầu thử cái sản phẩm này. Đây là bên trong nha mọi người. Bên trong thì nó sẽ nhìn như thế này đây. Đó, bây giờ thì Tiên sẽ mở ra thử. Ok, thì bên trong mùi trà xanh rất là thơm mọi người. Mùi trà cộng mùi hoa nữa, thơm lắm. Ờ, đây là một cái loại hoa. Đây, bên trong nó nhìn như thế này đây. Đó, bên trong thì nó sẽ nhìn như thế này. Rồi, bây giờ thì Tiên sẽ thử xem là nó có. Thật sự thì lần đầu xài cũng không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Tiên hơi khó mà đưa review lần đầu về cái này luôn á. Direction. Khi mà rồi sau khi rửa mặt, ok, Tiên đã rửa mặt rồi. T-zone, chin area là phòng vùng cằm, vùng mũi và vùng đặc biệt là vùng chữ T. Sau khi mà các bạn sử dụng cái này thì các bạn sẽ rửa lại bằng nước ấm. Bây giờ Tiên sẽ rửa và sẽ cho các bạn final result, Tiên nghĩ gì về sản phẩm này nha. Ok, thì Tiên đã giống như là Tiên đã rửa lại bằng nước và cũng như là apply một cái lớp dưỡng ẩm rồi. Thì Tiên không biết nữa mọi người, Tiên không biết là nó có thật sự nhỏ lỗ chân lông hay không. Tại vì hiện tại Tiên thấy nó cũng không có khác gì lúc mà trước khi Tiên sử dụng. Nhưng mà Tiên nghĩ là sản phẩm này nó sẽ build up on time, có nghĩa là sẽ sử dụng một thời gian dài, tầm một tháng. Thì maybe các bạn thấy được result, nhưng mà hiện tại thì Tiên chưa. Cho nên là nếu mà một tháng sau Tiên có sử dụng và Tiên thấy nó thực sự hiệu quả thì Tiên sẽ recommend cho mọi người nha. Rồi, tiếp theo ở đây thì Tiên có hai cái son được rất là high recommend, sao rất là cao ở trên Shopee luôn. Tiên sẽ search cho mọi người xem. Một cây son là của Merzy, Tiên mua với giá là 159.000, rất là rẻ ở trên Shopee. Và đây được đánh giá là 5 sao luôn và đã bán được 12.600 cây. Tiếp theo là một cây son đến từ nhà BBA. Đây cũng là một cây son mà rất là high rating ở trên Shopee luôn. Thì cây này Tiên mua với giá, cây này là cây Velvet Lifting đúng không? 2000 years later. Thì Tiên cũng nhớ là Tiên mua với giá là tầm 100 mấy luôn á mọi người. Đây, nó sẽ nhìn như thế này. Đây là cây của BBA và đây là cây của Merzy. Thì Tiên mua hai cây này cũng với giá là 100 mấy thôi, mà Tiên thấy là nó bán khá là chạy ở trên Shopee. Lượng bán của nó là 40.800 lượt bán với giá là 150.000, rất là rẻ luôn. Thì bây giờ Tiên sẽ swatch thử, nhưng mà trước khi swatch thì chắc là Tiên make up một chút để nó phù hợp để swatch hơn, và nhìn nó sẽ đẹp hơn tổng thể make up lúc nha. Ok, thì Tiên đã make up một chút xíu rồi, để bây giờ sẽ swatch hai cái màu son này cho mọi người xem nha. Đầu tiên thì Tiên sẽ swatch thử cây Merzy. Thì cây này Tiên đã nghe nói rất là nhiều ở trên đây. Tiên sẽ mở ra cho mọi người xem cái texture của nó như thế nào. Đây là cái đầu son nha mọi người. Bây giờ Tiên sẽ swatch ở đây thử trước. Đây, nó là dạng velvet nha mọi người, khá là nhung. Giờ Tiên sẽ đánh lên môi nha.
để xem là nó có như mọi người đồn hay không nhỉ. Tiên thì rất là thích những cái loại son mà có texture như thế này, cho nên là Tiên mong là nó sẽ không phụ lòng Tiên. À, son lên màu rất là chuẩn. À, nó không có bị khô. Mùi khá là thơm. Và đây là cũng là một cái màu Tiên khá là thích. Nói chung là ok đó mọi người. Lượt mua nhiều như vậy thì Tiên cũng hiểu, với cái giá 100 mấy thì rất là recommend mọi người nha. Bây giờ sẽ đến màu son thứ hai. Mình sẽ mua cái này. Màu son thứ hai là màu son cũng từ tựa cái Kemoji, nhưng mà nó hướng màu đỏ nâu nhiều hơn. Còn cái kia thì hướng cam nhiều hơn. Đây, cái màu mà Tiên sử dụng. Màu này là màu 24 nha mọi người. Còn Merzy hồi nãy là màu M9. Giờ thì thử nha. Chất son thì nó khô hơn cái Merzy hồi nãy. Nó nghiêng về matte nhiều hơn. Còn Merzy thì Tiên thấy là nó nghiêng về nhung nhiều hơn. Theo Tiên personally thì Tiên lại thích cái cây Merzy hơn. Tại vì cái cây này thì nó hơi khô so với môi của Tiên. Nhưng mà đối với 150 thì khá là ok. Tại vì môi Tiên hôm nay hơi khô, cho nên là khi mà swatch lên nó sẽ hơi bị bong dốc một chút. Mà cái Merzy hồi nãy thì nó sẽ không bong dốc bằng cái này. Mà cái cây son này nó hơi mùi nha mọi người. Cho vô nó hơi mùi nha mọi người. Có nghĩa là khi mà Tiên đánh lên rồi, cái vị nó giống như là nó hơi mùi chút. Nhưng mà cái này thì nó sẽ, cái Merzy thì nó ổn hơn. Còn cái BBA thì nó hơi mùi. Giống như hôm bữa Tiên cũng đánh một cái cây mới của Black Rouge, nó cũng rất là mùi. Tiên bị dính những cái son mà nó mùi á mọi người. Tiên không biết tại sao nữa. Black Rouge, cái Effect Velvet Tint thì rất là đẹp. Nhưng mà cái dòng son vừa mới đây là Tiên không nhớ là cái nào. À, như cái nắp bằng kim tuyến á. Hôm trước Tiên có thử thì Tiên đánh vô, trời ơi, mùi sợ luôn. Nói chung là ai mà bị dính mùi những cái cây son mùi, hoặc là những cái gì mỹ phẩm mà có mùi quá nồng nặc về kiểu cái mùi hương á, Tiên rất là khó chịu. Cho nên là ai giống Tiên thì comment below cho Tiên biết. Tiếp theo và là cái mà nhân vật chính của ngày hôm nay đây thì Tiên đã muốn mua cái sản phẩm này từ rất là lâu rồi, thật sự rất lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mới quyết định là làm một cái video Shopee Haul những cái sản phẩm mà được high rating ở trên Shopee và mua luôn cái sản phẩm này. Tiên định làm một cái video nhuộm tóc riêng, mà Tiên nghĩ nếu mà làm một video nhuộm tóc riêng thì nó hơi bị chán. Cho nên là thôi, ngày hôm nay Tiên sẽ kết hợp chung với những cái sản phẩm bán chạy ở trên Shopee. Thì cái sản phẩm này Tiên mua với giá, Tiên nhớ không nhầm là 190.000 thôi mọi người. Có nghĩa là những cái sản phẩm ngày hôm nay Tiên mua là đều dưới 200.000 cả. Và title của video này cũng các bạn cũng đã thấy là những cái sản phẩm trên Shopee dưới 200.000. Thì ngày hôm nay Tiên sẽ nhuộm tóc cho mọi người xem. Theo cái video mà Tiên vừa mới up lúc mà Tiên đi học Mỹ, thì các bạn thấy bộ tóc đen của Tiên thì các bạn nói rất là nhiều, các bạn kêu chị ơi chị nhuộm lại màu đen đi chị ơi, màu đen đẹp quá, đẹp quá. Ok, thì hôm nay đã rất lâu rồi, cũng phải 3 năm rồi Tiên mới sẽ nhuộm lại màu đen. Các bạn sẽ thấy tóc Tiên bây giờ là nó là màu nâu. Ở trên này thì nó bọc cái rút đen rồi, nhưng mà ở dưới đây thì nó vẫn là màu nâu. Cho nên là bây giờ thì Tiên sẽ nhuộm tóc ở nhà, tại vì mình dịch mà. Đi nhuộm thì ai nhuộm cho mình mọi người. Cho nên bây giờ em sẽ nhuộm cho quý vị xem nha quý vị ơi. Đây nha. Bây giờ Tiên sẽ đọc hướng dẫn nha. Trời ơi, Tiên dở nhuộm cái này. Thật sự là hồi xưa bên Mỹ Tiên toàn nhuộm ở nhà thôi. Nhưng nhuộm tóc chính của Tiên đó chính là Shane. Shane nhuộm tóc rất là đẹp. Cho nên là khi nào mà Tiên nhuộm tóc thì Tiên cũng nhờ Shane cả. Các bạn sẽ thấy những cái tấm hình Shane nhuộm tóc cho Tiên. Thật sự rất đẹp, hồi đó tóc Tiên blonde luôn. Rồi xong Shane làm ombre cũng được luôn, Shane làm highlight cũng được luôn, Shane làm tóc rất là ok là. Cho nên là bây giờ Tiên sẽ, đây, mở cái quyển này ra là bắt đầu hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Rồi, đeo găng tay vô, găng tay. Đây là cái chùm đầu đúng mọi người, cái chùm vô đúng không? À đây, găng tay đây. Hay quá, cái này làm sao? Mở ra vậy hả? Không ta. Sự hồi nãy có nói mẹ thì mẹ kêu là nếu mà cần thì mẹ nhuộm cho. Cái này đeo trước lên sau mọi người. Vậy hả? Anh làm trước chứ. Làm sau chứ.
Đây 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 đây, vậy nè, đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhìn vậy, thắt một cái đi. Rồi. Rồi. Mixing solutions. Preparation for dyeing hair. Nó cho mình một cái lược, một cái này và hai cái nhuộm này. Thì mình sẽ mix hai cái nhuộm này vào cái bịch này trước. Sau đó thì mình sẽ trộn lên và sau khi mà nhuộm tóc thì các bạn sẽ sử dụng cái này. Và mình có bao tay nữa để cho không có bị dơ. Này giống như đọc báo quá, khổ ghê á. Quá là khó, mình thường không chưa bao giờ nhuộm, tự nhuộm luôn mọi người. The color mix slowly, change to another color. The color mix slowly, with the result hair different. The hair... Few inches later. Oh my god, are you ready? Let's go, let's do it. Bây giờ, à mọi người có cái này mọi người chọt vô để ra được cái... Rồi, xong mọi người đổ vô này. Hết luôn nha mọi người. Full luôn nha. Đây, giờ Tiên sẽ mix. Tiên nghĩ là sẽ thành công. Tiên mong là vậy. Hứ. Rồi đóng vô. Tiếp theo là tới cái này mọi người, cho vô luôn. Rồi trộn lại. Đây. Cho cái này vô luôn. Đó. Rồi sẽ trộn vô nha mọi người. Rồi Tiên sẽ lấy cái chổi này. Tút tút tút. Rồi Tiên trộn lên. Mix mix mix. Xong. Là mình ok, mình cho lên tóc nha quý vị. Cho lên tóc nha quý vị. Section hair trước đã. Rồi. Chết rồi, lỡ không ra sao mọi người, sợ quá. Wow, 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 khoan, khoan. Khoan, quên đeo găng tay, quý vị ơi. Từ từ, từ từ. Rồi. Quan trọng mà quên luôn á mọi người. Chết rồi, nó dính vô tay rồi. Chết tôi, chết tôi. Chết rồi, lát tôi nhuộm nó không có đều rồi sao mọi người. Sợ quá. Giờ Tiên sẽ đi vô bồn tắm để cho nó mix hết cái này nha. Hai mọi người, sau một công cuộc thì Tiên đã nhuộm được một đêm. Bây giờ Tiên sẽ đợi trong vòng bao nhiêu nhỉ, tầm 20 đến 30 phút. Sau đó thì Tiên sẽ gội đầu nha. Và sẽ cho mọi người xem result. Thành công rồi, Tiên rất là vui. Thì bây giờ Tiên đã có mái tóc đen sau 3 năm. Thì bây giờ sẽ để lại tóc đen trong thời gian sắp tới. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video Shopee Ho, những cái sản phẩm dưới 200.000 mà Tiên mua thành công như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu mọi người có những suggest gì trong video sắp tới thì mọi người comment cho Tiên biết nha. Cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.